Kính thưa các đồng chí, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an, thành viên tổ công tác chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn, đến khảo sát đánh giá việc thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả các tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Long An. Đại tá Giang Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp và một số đơn vị nghiệp vụ làm việc với đoàn. Đại tá Nguyễn Thanh Bình biểu dương đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng công an các cấp đã làm tốt công tác vận động, tranh thủ người có uy tín trong dân tộc tôn giáo, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong quần chúng nhân dân. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.